bị siết cổ, tài xế taxi giả chết đánh lừa cướp thoát chết ngoạn mục. Ngày 27 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa cho biết, công an xã đang phối hợp cùng công an huyện Cẩm Thủy để điều tra làm rõ một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Đặng Quốc Trung, sinh năm 1972, trú tại thôn Nam Thọ, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Anh Trung cho biết, chiều ngày 19 tháng 12, anh điều khiển xe taxi của hãng taxi 36, chở một người khách quen từ thành phố Thanh Hóa lên xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi trả khách tại cầu Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, anh Trung gặp một người đàn ông đứng vẫy xe bên đường. Người này yêu cầu ông Trung trở về xã Cẩm Quý khoảng 15 km với số tiền thỏa thuận là 150.000 đồng. Tuy nhiên, khi đi trên đường, vị khách hướng dẫn lái xe đi vào những đoạn đường hoang vắng, không có nhà dân và ít người qua lại. Sau đó, vị khách yêu cầu anh Trung dừng xe để đi vệ sinh, rồi bất ngờ dùng một sợi dây siết cổ anh Trung hòng cướp xe taxi. Dù cố vung vẩy nhưng không thể thoát được, anh Trung đã giả chết. Tưởng tài xế đã chết, cả khách nới lỏng sợi dây và anh Trung nhanh như cát ngựa ghế lái tông cửa chạy ra ngoài. Lúc này đối tượng tiếp tục đuổi theo đánh nạn nhân, cả hai vật lộn lăn xuống vệ đường. Rất may ngay lúc đó có một chiếc xe chạy ngược chiều đi lại gần nên đối tượng buông tha cho nạn nhân và chạy thoát thân. Sau đó anh Trung tự lái xe dưới sự dẫn đường của tài xế xe tải chạy gần 5 km ra tới khu dân cư. Nạn nhân được người dân đưa tới trạm y tế cấp cứu và trình báo sự việc với cơ quan công an. Hiện nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo nhận dạng của anh Trung, nghi phạm cao khoảng 1m7, nặng từ 65 đến 70kg, từ 25 đến 27 tuổi, nhiều khả năng là người địa phương hoặc đã từng qua lại khu vực này vì đối tượng rất thông thạo đường tại địa bàn xã Cẩm Quý. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.